Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác thì hôm nay chúng em sẽ làm những cái video giới thiệu với các bác với những cái sản phẩm đầu rắc, rồi côn mic, rồi dây cano. Thì em cũng lướt qua bởi vì cái nhân vật chính hôm nay em muốn làm là những cái rắc bắp chuối này. Tuy nhiên thì ngoài những cái bắp chuối này ra thì chúng em cũng có rất là nhiều loại, ví dụ như là mỏ chim này. Đây là rắc mỏ chim nhé các bác nhé. Đây là bắp chuối này. Đây là mỏ chim nhé. Đây là bắp chuối đây ạ. Đó, đây là loại thường đó, rồi rắc 6 ni này, góc nhé. Đây là bắp chuối loại cũng là loại thường luôn này. Đấy, rồi bên này là côn mic này, AB và côn mic thường cũng có nhé. Rồi đây là đầu rắc canon được cái, rắc đầu rắc này là chúng ta có thể hàn này. Đó, đây là đầu rắc rắc cái. Đó thì phụ kiện thì cũng có rất là nhiều, em lướt qua cho các bác để các bác biết là quan tâm đến cái sản phẩm nào, còn nó đang cần dùng những cái loại nào thì cứ để lại bình luận bên dưới giúp em, chúng em sẽ tư vấn giúp các bác. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ quay về nhân vật chính. Là hôm nay là chúng em sẽ làm một cái video về cái rắc bắp chuối Panic này. Thì chúng ta có thể thấy qua này. Là cái rắc bắp chuối này là cái loại rất là độc. Được chưa ạ? Rất là độc luôn. Bác có thể so sánh luôn ba loại bắp chuối. Đây em lấy cho các bác ba loại này. Được chưa? Khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Mỗi loại nó khác nhau luôn. Đó. Thì các bác có thể thấy đánh giá nhìn qua là biết là cái bắp chuối của Panic nó gấu như thế nào. Đó, và cái bắp chuối Panic này nó của Đức như các bác nhá. Đó. Germany. Đó, thì chúng ta có thể nhìn qua này hai cái bắp chuối. Ba cái loại này thì lại ba cái tầm giá khác nhau. Nó rất là phù hợp cho tất cả túi tiền của các bác, các bác quan tâm loại nào, đắt rẻ, loại trung bình cũng có. Đó. Thì đây là cái loại này là loại chất chuyên dành cho các bác đam mê âm thanh, là sưu tầm những cái loại hàng độc từ cái phụ kiện đó. Thì đây các bác nhìn này, bắp chuối này thì nó được thiết kế nó có hai cái tai đó, hai cái tai giúp chúng ta có thể là cắm nó chắc hơn nhé. Đó, em tháo ra xem này, bên trong nó như thế nào này. Đây, tháo ra cho các bác xem luôn này. À, nhìn bướng không, cực kỳ gấu luôn ạ. Nó chỉ là một cái rắc thôi, nhưng cái rắc này thì không hề rẻ quá nhé. Chúng ta ăn chơi thì không sợ mưa rơi, mà đã xác định mua những cái sản phẩm chất lượng ạ thì chúng ta không nên mặc cả về cái tầm giá, bởi vì cái giá nó đã khá là ổn so với chất lượng của cái chiếc rắc này nó cho chúng ta đó, được chưa? Nhìn rất là đẹp và đấu cách đấu cũng rất là dễ nhé. Các bác đưa đây vào đây, đó, vặn là xong này. Đấy, vặn ở đây. Đó, đấu rắc cũng rất là dễ. Đây là cái dây, đây là cái đầu dương. Em sẽ lấy một cái đầu âm cho các bác nhé. Đó. Em sẽ lấy một cái đầu âm nó sẽ là màu xanh. Đó, vặn ra cho các bác xem. Đấy, về hai cái thì nó không khác nhau gì cả. Đó, chỉ khác nhau là hai cái đầu là đầu âm và đầu dương thôi nhé. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Rồi đây, tên thương hiệu đây ạ, Panic, đều có mã số hết nha các bác nhé. Ví dụ con này là mã số nó là 012290. Em cũng sẽ lấy một cái màu xanh nữa, cái mã số nó bao nhiêu. Đây là 012248. Đó, tất cả nó đều có mã số này. 012303. Thì đây là những cái sản phẩm của Đức, hàng thì rất là chất, mà để mà cho nó khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm cao cấp này á, thì nó sẽ cho những cái tín hiệu nó cấp ra cho các bác nó tốt nhất có thể, nó tốt nhất cho từ cái dàn âm thanh của các bác nhé. Đúng không? Sản phẩm mà càng cao cấp thì nó cho cái tín hiệu nó càng cao. Đó, nó đưa cái tín hiệu vào dàn âm thanh thì các bác nó sẽ cao hơn, giúp cho chúng ta nghe nhạc nó thoải mái hơn, nó đủ giải, nó không bị thiếu giải nhé. Và đây là cái rắc bắp chuối của Panic đã đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Vậy thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn giúp các bác. Còn là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.